mọi người đã đến với kênh của chúng tôi. Hãy đăng ký kênh để nhận những video mới nhất hàng ngày. Các bạn thân mến, chúng tôi vừa phát hiện ra một bí mật động trời, đó là thị trường ô tô trên khắp thế giới đầy rẫy những chiếc lốp xe chất lượng kém. Nhưng ai có thể làm gì được với đồ Trung Quốc rẻ tiền cơ chứ? Nhưng vấn đề là những kẻ lừa đảo đã dùng chính phương pháp ban đầu để tái chế lốp ô tô cũ rồi bán lại như lốp mới hoặc gần như mới. Trong video này, chúng tôi sẽ cho các bạn thấy những kẻ lừa đảo đã làm giả lốp ô tô mới từ lốp ô tô cũ như thế nào. Đây chính bí mật mà không một tên lừa đảo nào muốn các bạn biết. Nó có thể cướp đi tính mạng của các bạn. Nào, hãy cùng xem video thôi. Chúng tôi hy vọng các bạn hiểu rằng việc làm giả này là bất hợp pháp và nguy hiểm đến tính mạng. Bằng chứng là những chiếc ô tô sử dụng lốp cũ sẽ gặp nguy hiểm. Khi lốp ô tô của bạn đã cũ, bạn sẽ nghĩ ngay đến việc mua một cái mới thay thế. Nhưng hãy thật cẩn trọng khi lựa chọn nhé. Ngay cả khi bạn có thể phát hiện ra những lỗi sai, bạn vẫn có thể là nạn nhân của những chiếc lốp giả gây chết người. Nhiều người nghĩ rằng lựa chọn tốt nhất là nên mua những chiếc lốp đã qua sử dụng có chất lượng tương đối ổn, bởi chúng rẻ hơn là khi phải mua cả một bộ lốp mới toanh. Thực tế, lựa chọn này chẳng khôn ngoan chút nào. Hãy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, bởi bạn có thể đưa chính mình vào tình thế nguy hiểm. Ở ngoài kia có vô vàn những kẻ giết người. Chúng biết cách làm thế nào để sản xuất lốp cũ và làm nó trở nên đẹp như mới. Nếu bạn chẳng phải chuyên gia hoặc không để ý đến hình ảnh của những chiếc lốp xe, thì đừng ngạc nhiên nếu ai đó bán cho bạn cả một chiếc lốp cũ với giá bục của bộ lốp mới nhé. Những kẻ buôn gian bán lậu đâu thèm quan tâm đến hàng trăm hàng ngàn vụ tai nạn đã xảy ra mỗi ngày bởi những sản phẩm giả đó. Họ chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để kiếm được chắc nhiều hơn từ những khách hàng ngây thơ mà thôi. Việc sản xuất lốp cũ thành mới này thực ra khá đơn giản. Người ta chỉ cần vài công cụ gọt rũa giữa những lớp cao su cũ và rồi đánh bóng lại để tạo nên thành những vết rãnh sâu hơn và cấu trúc như mới. Do đó, bạn sẽ tưởng chúng là lốp xe an toàn. Thực tế, chúng đã mỏng hơn rất nhiều. Robinson, một ông chủ cửa hàng lốp xe ở Mỹ, đã khẳng định việc tạo ra lốp mới từ lốp cũ là vô cùng nguy hiểm. Như bạn đã biết, cao su được tạo nên từ những nguyên tố hóa học khá bền chắc, song chúng cũng không thể bảo vệ lốp xe khỏi mọi thứ. Ánh nắng mặt trời, sự biến đổi của nhiệt độ trong không khí diễn ra rất chậm chạp, nhưng liên tục khiến các lớp cao su bị phân hủy, làm cho sự liên kết giữa các phân tử hóa học rời rạc dần. Đó là lý do tại sao những chiếc lốp cũ vẫn giữ được nguyên dạng trước khi tái chế. Đây là hình ảnh những chiếc lốp hết hạn được bóc lớp cao su ngoài cùng. Bạn nghĩ chúng sẽ dễ gây ra tai nạn bởi sự chuyển động, tốc độ, nhiệt độ hay ngay cả những vòng xoay nhỏ nhất? Ngoài ra, những chiếc lốp mỏng sẽ nhanh bị mòn, nứt gãy đã gây ra vô số tai nạn. Sau cùng, chúng tôi sẽ đăng video lên để mọi người có thể mở to mắt và thấy được sự thật rằng những kẻ lừa đảo đã tái chế lốp xe như thế nào, để bạn không thể nhận ra rằng đó là những chiếc lốp cũ. Chúng tôi khuyên bạn nên mua lốp từ những công ty uy tín đảm bảo. Nếu sau khi xem video này mà bạn vẫn muốn mua lốp ô tô cũ, thì hãy dắt theo một chuyên gia về lốp đi mua cùng bạn, để anh ta có thể kiểm tra lốp cho bạn trước khi bạn phải trả tiền. Hãy thận trọng, bọn lừa đảo có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi không mong muốn bạn hay người thân của bạn bị biến thành kẻ ngốc. Vì vậy, hãy chia sẻ video này tới gia đình, bạn bè của mình để ngăn chặn bọn lừa đảo và cứu thế giới. Quyền nằm trong tay của tất cả chúng ta. Video hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hãy like và share video và đừng quên đưa ra những ý kiến của các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.